phần cơ xương khớp nha, tức là xương sẽ có hai phần. Thứ nhất là đại xương là cái bệnh từ miệng, và thứ hai là bệnh lupus mà ở hệ thống. Chúng ta đang nói về
thì từ tế bào gốc này nó sẽ chia làm hai cái nhóm chính, một là các tế bào dòng tủy đầu dòng, thứ hai là các tế bào dòng liên khô đầu dòng. Thì từ những cái tế bào mà đầu dòng tủy này nó sẽ là những các tế bào mà nó có chức năng là thực bào, và ngoài chức năng thực bào nó có thể thêm những cái chức năng khác, nhưng mà chức năng chính cũng là chức năng thực bào. Thì thứ nhất là cái tế bào lớn nhất trong cái dòng tế bào mà cầu dòng tủy này á, đó là monobào. Tại sao gọi là monobào? Thì nó chỉ có nguyên nhân rất là lớn cho nên gọi là monobào. Thì cái monobào này á, khi mà nó đến nó ở trong máu thì ta gọi là monobào, đúng không? Khi mà nó đến ở tất cả cơ quan á, thì nó sẽ có rất là nhiều cái dạng khác nhau, nó biến hóa chuyển hóa những cái dạng khác nhau, mà nói chung nó sẽ biến hóa thành các dạng đại thực bào. Ví dụ như là trong phổi thì nó gọi là tế bào phốspho, trong phổi tế bào phốspho, hoặc là nó có thể là trong xương thì nó sẽ biến hóa thành các tế bào tủy xương. Nói chung là những tế bào có chức năng là ăn, nó có thể ăn các cái vi sinh vật, ví dụ như virus, vi khuẩn, thậm chí là một số là cái sinh trùng nhỏ nó cũng có thể ăn được, hoặc là nó có thể là ăn những các cái tế bào chết của chúng ta. Ví dụ như là các tế bào gì, ví dụ như là những cái tế bào bạch cầu khác mà sau khi mà nó đánh nhau với vi khuẩn nó chết rồi, còn này nó cũng ăn luôn. Hoặc là những cái tế bào ví dụ như hồng cầu mà già đó, cầu già bị vỡ cũng ăn luôn ha. Nó là cái tế bào, ví dụ như là xương đó, thì nó cũng sẽ ăn luôn các tế bào xương. Thì mục đích của nó là nó ăn cho nó gọi là đại thực bào. Và đặc điểm của đại thực bào nó có thể là ăn, có thể dạng là một tế bào đơn lẻ vậy thôi, nhưng mà nó cũng có thể là dập lại nhiều con đại thực bào với nhau tại một tế bào khổng lồ. Tế bào khổng lồ thì biến thành của tế bào khổng lồ đó, một đó là các tế bào tủy xương, hai là các tế bào khổng lồ ở trong cái tình trạng bệnh lý là lao á, bệnh lý lao nó cũng có thể là các tế bào khổng lồ, tức là dập lại một cái tế bào khổng lồ có nhiều nhân, chúng nó sẽ nhiều nhân, nó không phải là monobào nữa, nó có nhiều nhân. Cái tế bào kế tiếp ở trong dòng cái tế bào dòng tủy á, bạch cầu dòng tủy đó là tế bào bạch cầu ương kiềm. Thì cái nhóm bạch cầu ương kiềm này á, nó đóng vai trò trong cái vấn đề là gì, tức là tiết ra những cái men, và những cái men nó tiết ra những cái chất nó tạo ra phản ứng dị ứng, điển hình nhất là cái phản ứng mà giống như dị ứng mà sau khi cái vaccine chẳng hạn, hoặc cái thuốc chẳng hạn, thì những cái chất từ cái bạch cầu ương kiềm này tiết ra nó sẽ gây ra giãn mạch, nó gây tăng cương thống thành mạch nè, nó làm phá mạch máu, nó khác khác huyết tương từ trong mạch máu ra ngoài, nó gây ra cái triệu chứng như phù ví dụ như trong trường hợp đem bị đốt, cái nốt nó sưng lên đó phải không, thì đó là do tác dụng của tế bào bạch cầu ương kiềm đó ha, các cái chất trong đó gây ra. Rồi tế bào bạch cầu ương trung tính này nó cũng có tác dụng chủ yếu là tác dụng gì, tác dụng thực bào là chính ha, tác dụng thực bào là chính. Rồi tế bào bạch cầu ương xích thì nó có tác dụng là nó ngoài tác dụng thực bào, tức là nó cũng sẽ ăn được những ký sinh trùng nhỏ và nó tiết ra những cái chất là cái chất nó sẽ tấn công trực tiếp vào các cái ký sinh trùng. Thì những cái tế bào này là tế bào dòng tủy, rồi cái đó là tế bào dòng liên khô. Thì tụi em chúng mình sẽ nói là chủ yếu là các tế bào T liên khô T và tế bào liên khô B. Thì gần đây nó có các tế bào khác là tế bào diệt tự nhiên, tức là NK cell và tế bào ưa gai. Thì hai cái tế bào này nó lại có tác dụng là nó cũng luôn thực bào, tức là nó sẽ thực bào và nó có tác dụng là nó sẽ trừng trị những cái kháng nguyên, tức là nó ví dụ như con vi khuẩn virus nó ăn xong rồi nó bắt đầu tiêu hóa sau đó xong rồi nó sẽ lấy những cái kháng nguyên đó là gì, nó có thể các protein đấy, các protein của con đó, và nó đưa lên bề mặt, xong là nó đưa lên mặt, nó đưa cho những cái tế bào T và tế bào B để chuyển dị cái kháng nguyên đó. Thì bản thân tế bào T nó có rất là nhiều loại, gồm có CD8 và CD4 ha. Và cái tế bào T này chủ yếu là sẽ giúp hoạt hóa các tế bào B này. Thì tế bào B này là tế bào chính tham gia quá trình tạo ra kháng thể. Thì khi mà đầu tiên là tế bào B này chưa hoạt hóa, khi mà nó chuyển dị kháng nguyên thông qua các tế bào chuyển dị kháng nguyên này nè, hoặc là tế bào liên khô vào, tức là tế bào trung tuyến hoặc là monocyte,
đưa cái kháng nguyên cho các tế bào lymph UV này. Sau khi nó nhận diện được cái tế bào kháng nguyên đó thì bắt đầu nó tiết ra, nó sẽ nói như vậy, máy nó sẽ tạo ra kháng thể. Nó tạo ra kháng thể thì khi nó tạo ra nhiều kháng thể, nó tạo ra cái tương bào. Tương bào là cho mày có những cái túi thế này, là cái túi có chứa kháng thể, và cái tương bào là nó sẽ tiết ra kháng thể, và những kháng thể đó nó sẽ trung hòa, tức là sẽ gắn được những kháng nguyên ở trong con virus, con vi khuẩn. Một phần các tế bào đó thì nó không có tạo ra kháng thể mà nó sẽ lưu trữ lại, nó lưu trữ lại những kháng nguyên đó, nên ta gọi là tế bào nhớ. Và sau này khi mà chúng ta gặp những con virus vi khuẩn đó nữa đó, thì cái tế bào nhớ này nó sẽ tự động nó chuyển thành các tương bào, tự động tương bào và tiết ra kháng thể. Tức là khi mà chúng ta ví dụ chúng ta tiêm vaccine rồi, tiêm vaccine COVID đi, thì nó sẽ tạo ra các tế bào nhớ này. Ngoài việc nó tạo ra các tương bào để tạo ra kháng thể, nó còn tạo ra tế bào nhớ thì nữa. Thì khi chúng ta gặp cái con COVID vô thì nó sẽ không cần phải qua những cái chu trình này nữa. Ví dụ như nó trực tiếp, nó có kháng nguyên trực tiếp với áo ở đây, thì tự động là nó sẽ tiết ra cái kháng thể ngay lập tức. Tức là lúc đó cơ thể mình sẽ tạo ra kháng thể nhanh hơn, trong khi mà cái con COVID nó chưa chịu nhân lên, nó vô cơ thể mình rồi, nó chưa chịu nhân lên là chúng ta đã tạo kháng thể gì rồi. Còn nếu mà chúng ta chưa tiêm vaccine thì cái con virus nó vô, nó nhân lên rồi, sau khi nó nhân lên rồi, nếu mà cơ thể mình có nhận diện, nó kịp được thì lúc đó mới cơ thể và lúc đó mới tạo ra kháng thể thì bị chặn rồi, bị chặn rồi, thì lúc đó nó đã nhân lên quá nhiều, chúng ta không tiêm nó nữa. Thì đó là cơ chế của vaccine ha. Rồi, thì cái đáp ứng miễn dịch đó chúng ta sẽ có hai cái nhóm, một là đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu, hay gọi là đáp ứng miễn dịch gọi là bẩm sinh. Tức là chúng ta sinh ra là chúng ta đã có cái hệ đáp ứng này rồi. Và hai là hệ miễn dịch đặc hiệu, tức là hệ miễn dịch mà mắc phải. Tức là thông qua việc tiếp nhận, tiếp xúc với các cái kháng nguyên, mà kháng nguyên có thể là virus, vi khuẩn hoặc là vaccine. Thì cái miễn dịch, cái hệ miễn dịch đặc hiệu, không đặc hiệu hoặc là miễn dịch bẩm sinh đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái hàng rào vĩ mô đó, chúng ta đã nói. Rồi phía dưới đó, nó sẽ có những cái thực bào, những cái tế bào gai, cái tế bào là natural killed, tức là tế bào diệt tự nhiên, mà chủ yếu là cái nhóm mà tế bào ăn, tế bào thực bào và các cái cổ thể, tức là các cái cổ thể mà nó sẽ gắn lên cái cổ thể, tức là những cái protein, và nó sẽ gắn lên các cái kháng nguyên ở trên các vi khuẩn virus. Khi nó gắn lên đó thì trong những cái con thực bào của mình á, nó sẽ dễ gắn lên hơn. Cái bộ thể này giống như là một cái chất tiếp xúc để mà khi mà chúng cơ những cái con thực bào chúng ta đó, nó dễ ăn hơn cái con virus vi khuẩn hơn. Thì cái này về cơ bản nó không đặc hiệu, tức là tất cả con vi khuẩn virus vô đều nó sẽ bị những cái quá trình này nó ngăn cản lại. Còn cái miễn dịch đặc hiệu chủ yếu là thông qua việc tạo ra kháng thể. Thì cái miễn dịch đặc hiệu này nó phải thông qua tế bào lymph UV, tế bào lymph T. Thì giống như hồi nãy chúng ta nói, đầu tiên là nó phải thông qua cái tế bào thực hiện kháng nguyên, tức là nó phải được các tế bào thực bào nó ăn, sau đó tiêu hóa, sau đó trình diễn kháng nguyên đó lên. Thì từ cái trình diễn kháng nguyên này nó mới thông qua tế bào lymph T và tế bào lymph UV nó tạo ra kháng thể. Cho nên ví dụ như những cơ thể những cái một số cái bệnh lý mà đã làm giảm thì nó cũng sẽ làm giảm, nó sẽ chịu đến, nó sẽ giảm giảm cái quá trình này đi. Đó là hai cái đáp ứng miễn dịch. Thì chúng ta sẽ nói đến cái sự tự miễn là cái gì? Cái sự tự miễn á, đó là một cái sự là bình thường là chúng ta sẽ có cái kháng nguyên này nó nằm ở ngoài cơ thể, thân mình vô đúng không? Nhưng mà bây giờ là vì một lý do nào đó mà cái con lympho T và lympho B này á, nó lại nhìn lầm cái kháng nguyên này là kháng nguyên, nhìn lầm cái kháng nguyên đó là của cơ thể chúng ta, nhưng mà nhìn là của vi khuẩn. Thì giống như anh hồi nãy nó nói, tất cả các đại thực bào của chúng ta thường nó phải chỉ ăn của vi khuẩn, mà đôi khi nó còn dọn dẹp những cái tế bào chết của chúng ta nữa. Và sau khi nó dọn dẹp tế bào chết đó, đôi khi
cho cái liên khu T này. Bởi cùng liên khu T nó nhận diện ra cái kháng nguyên đó của mình, nhưng mà nó nhận diện là thằng này là của vi khuẩn. Thế là cuối cùng là nó hoạt hóa các cái tế bào liên khu B và tiết ra những cái kháng thể. Và kháng thể này nó là tấn công lên những cái kháng nguyên của cơ thể bệnh nhân. Đó là sự tự miễn. Cơ bản là sự tự miễn vậy đó ha. Thì sự tự miễn này nó hiện diện ở tất cả các cá nhân, hầu hết tất cả các cá nhân đều có. Nhưng mà nó sẽ có một cái chương trình để mà chúng ta ngăn cản, tức là nó ngăn cản cái quá trình để diễn biến tiếp. Tức là nó sẽ có, thứ nhất là nó sẽ có những quá trình, ví dụ như là nó sẽ tìm và nó sẽ tìm những cái tế bào liên khu T mà nó nhận diện sai. Tức là những tế bào liên khu T nào mà tấn công cơ thể mình thì bây giờ nó sẽ có cơ chế là diệt những tế bào liên khu T đi. Thứ hai nữa là những cái kháng thể, những cái trình diện kháng nguyên đó, thì những cái con đàn vào sẽ ăn luôn những kháng nguyên đó đi, tức là diệt luôn những kháng nguyên mà nó bị trình diện sai lầm. Thì đó là bình thường là mình sẽ diệt đi được ha. Nhưng mà một lý do nào đó, ví dụ như là thường là có liên quan đến gen, vì một lý do nào đó mà cái việc mà những cái kháng nguyên hoặc những liên khu T đó, những liên khu T mà nhận diện sai á, nó nhận diện lầm cơ thể mình á, nó không được tiêu diệt mà nó vẫn tiếp tục phát triển. Thì khi mà nó tiếp tục phát triển như vậy đến cái mức độ nào đó, nó sẽ tiết ra đủ kháng thể và nó gây tấn công những cơ quan và gây ra bệnh lý gọi là bệnh tự miễn. Thì như vậy để mà mình xác định được một bệnh đó là bệnh tự miễn á, thì nó phải có bằng chứng là có hiện diện tự kháng thể. Tự kháng thể đây có nghĩa là gì? Kháng thể tấn công cơ thể mình thì gọi là tự kháng thể, hoặc là bằng chứng của hoạt hóa các tế bào miễn dịch, các tế bào này tấn công cơ thể chúng ta. Rồi thì cái bằng chứng này nó phải được chứng minh, hoặc là những cái tế bào, tức là những tự kháng thể hoặc liên khu T này nó phải tìm thấy được ở trong những cái mô trong cơ thể chúng ta. Ví dụ như là chúng ta sinh tiết da, chúng ta sinh tiết thận, chúng ta sinh tiết phổi, chúng ta lấy cái mô ra chúng ta thấy là có hiện diện các kháng thể đó ở phía trong thận, phía trong da chúng ta, hoặc là người ta làm cái nghiên cứu trên động vật, tức là người ta sẽ lấy cái gì, người ta sẽ lấy máu bệnh nhân chúng ta đó. Hồi xưa cái phương pháp dị vật hồi xưa, tức là người ta lấy cái máu bệnh nhân, xong rồi người ta quay tập, người ta chỉ là lọc ra những cái kháng thể thôi, người ta tiêm cái kháng thể này vô trong chuột, và sau đó chuột nó bắt đầu nó có biểu hiện giống bệnh đó, thì đã chứng tỏ rằng là cái bệnh đó là gọi là bệnh tự miễn. Người ta có nhiều bệnh lý là người ta thấy là nó đáp ứng được đủ tiêu chuẩn này, nhưng mà đã không có tìm được kháng thể. Cái nguyên tắc là để kháng thể đúng không? Nhưng mà tại vì kháng thể nó nhiều, nó có những cái cấu trúc mà cấu trúc nó rất là đa dạng, nhiều khi ta không có tìm được cái kháng thể đó, mà chúng ta chỉ tìm được gián tiếp là do tế bào liên khu T này thấy cái lượng số lượng tế bào liên khu T tăng lên ở trong mô, đặc biệt là những mô tổn thương đó. Thì đó là cái đó gọi là gián tiếp thôi, còn trực tiếp là chúng ta phải tìm thấy được cái tự kháng. Và đó có một vấn đề đây nữa là chính như chúng ta đã nói là bất cứ một người nào nó đều luôn có một cái quá trình tự miễn dịch xảy ra, tức là có nhiều trường hợp là chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ tìm được sự kháng thể, tại vì sự tự miễn luôn xảy ra ít hay nhiều thôi, là chứng tỏ là chúng ta sẽ luôn luôn có sự kháng thể. Cho nên cái việc mà tìm thấy sự kháng thể trong cơ thể chúng ta nó không chắc chắn đi mà nha. Cho nên là có những cái bệnh lý mà cho dù chúng ta xét nghiệm máu ra chúng ta thấy được là có kháng thể đó, nhưng mà chưa chắc là cái kháng thể gây bệnh đâu, nhiều khi kháng thể đó là nó nằm sẵn đó thôi. Thì đó là điểm mà các bạn phải lưu ý nha, chứ không phải lúc nào chúng ta tìm thấy được kháng thể chắc chắn gây bệnh, tại vì nó phải đạt được cái ngưỡng, cái nồng độ nào đó thì nó mới có thể gây bệnh. Rồi thì cái bệnh tự miễn nó chia nó rất là đa dạng ha. Hồi nãy là mới học bài gì vậy?
viêm tụy à, trong viêm tụy nó có viêm tụy đường thủy nữa à. Nói chung là cái bệnh lý đường thủy nó sẽ chia làm hai cái nhóm lớn. Thứ nhất á là các bệnh đường thủy tại cơ quan đó thôi, tức là gì tổn thương đúng cơ quan đó thôi. Thứ hai là bệnh đường thủy tại thông, tức là tổn thương nhiều cơ quan. Thì cái bệnh đường thủy tại cơ quan đây là các bên tụi em thấy là cái bệnh nào rồi, nội tiết bên học gì rồi, đái tháo đường chưa? Thì đái tháo đường tiếp một nó cũng là một dạng bệnh tự miễn ha. Thì mình thấy là trong đái tháo đường tiếp một đó là cơ thể tiết ra cái kháng thể, nó kháng lại gì, nó kháng lại tế bào beta, nó diệt luôn toàn bộ tế bào beta đi. Rồi ví dụ em học cái gì vậy, cường giáp chưa, học cường giáp chưa, chưa hả? Tiêu nhát, đi học được nhát. Rồi tiêu hóa thì học viêm gan chưa? Chưa luôn. Rồi huyết học khác chưa học đâu hả? Tiêu chất chưa học đâu, da chưa học đâu. Rồi, có nhiều lắm, ví dụ như là gì nữa? Mình đã đi xem đó là bệnh gì? Bệnh tuyến ha, tuyến thượng thận á. Thì có rất là nhiều bệnh lý liên quan tới cái là tổn thương tại cơ quan. Rồi các bệnh tự miễn hệ thống là những cái bệnh mà cái phân mô cơ xương khớp ha, nó sẽ quan tâm tới. Cái bệnh tự miễn hệ thống này là nó sẽ tác động rất là nhiều cơ quan. Thông thường nó sẽ tác động ít nhất là cơ quan một đến hai cơ quan. Ví dụ như là nhẹ nhất là da khớp, nó là không trong trường hợp là tổn thương nhẹ thôi. Còn nó có thể tổn thương cả thận, huyết học, phổi, gan. Rồi thì dẫn trong cái bệnh tự miễn hệ thống này, cái bệnh thường gặp nhất là viêm khớp dạng thấp, khớp dạng thấp mà có tiền học đúng không, mới học sạc à, khớp dạng thấp. Rồi lupus và đỏ hệ thống là chúng ta sẽ học tới ha, viêm da cơ, viêm da cơ, chấn thương quỵ, viêm mạch máu, các môn biến đổi insulin. Thì trường ra trong này thì em học có hai bài thôi đúng không, là viêm khớp dạng thấp là cái bệnh thường gặp nhất trong các bệnh tự miễn hệ thống. Rồi lupus và đỏ hệ thống thì ít gặp hơn ha. Thì bây giờ sẽ học qua cái bài viêm lupus và đỏ hệ thống. Rồi đây các bạn có thắc mắc gì không, chúng ta qua cái phần thứ hai là lupus và đỏ hệ thống. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần lupus và đỏ hệ thống nha. Thì cái bệnh này nó là cái bệnh tự miễn hệ thống và nó còn trong cái nhóm nữa ta gọi là bệnh vô liên kết. Cái là tại sao là vì nó sẽ tổn thương những cái mô liên kết của cơ thể, cái mô liên kết nằm ở đâu là mô liên kết đó à. Cho nên những cái bệnh mà tổn thương mô liên kết thông thường đó là nó sẽ tổn thương đa cơ quan. Thì trong cái bệnh mô liên kết đó, cái bệnh lupus này thường gặp nhất, ngoài ra sẽ có là viêm da cơ, viêm da cơ, viêm thận tùy. Thì cái bệnh lupus này á, nó sẽ tổn thương hầu hết cơ quan, nhẹ nhất là da. Nếu như bệnh nhân chỉ có tổn thương da thôi á, ta gọi là bệnh lupus da, chúng ta không gọi là lupus hệ thống, chúng ta chỉ gọi là bệnh lupus ban đỏ thôi. Còn nếu mà nó có tổn thương thêm các cơ quan khác, ví dụ như khớp, thần kinh, tim mạch, huyết học, hoặc là tổn thương thanh mạc là cái gì, mà ví dụ như ngoài mạc ngoài tim nè, mạc phổi, ta gọi là thanh mạc. Nếu tổn thương thêm cơ quan đó thì chúng ta nó gọi là lupus ban đỏ hệ thống. Thì cái bệnh lupus này người ta đã phát hiện ra từ lâu lắm rồi, từ 1600. Cái chữ lupus, chữ lupus nghĩa là gì? Bạn ơi, chữ lupus nghĩa là gì? Chữ lupus. Sáng nay học viêm khớp dạng thấp, viêm khớp dạng thấp nghe là gì? Rheumatoid arthritis ha. Thì trong đó có chữ rheumatoid nghĩa là gì?
rheumatic có nghĩa là thấp, ha thấp tới. Và chữ rheumatic thấp có nghĩa là gì? Cái ngành cơ sinh nội cơ xương khớp thì là rheumatology ha. Chữ rheum có nghĩa là gì? Thấp. Biết luôn. Cái chữ rheumatic thấp có nghĩa là gì? Ẩm ướt ha, ẩm ướt hoặc là đó, ẩm ướt hoặc là dịch hoặc là dòng chảy. À, ở bên tiếng Anh nó là vậy, tiếng Việt là tiếng Hán Việt gọi là thấp thì nó cũng nghĩa là ướt nha. Thì cái ngành này là cái ngành đặc biệt mà nó không liên quan đến ngành cơ quan nào hết. Thường người ta sẽ nghĩ nhiều đến các bệnh lý cơ xương khớp. À, do bạn thích cái chữ rheumatology á, cái chữ nó liên quan đến cơ quan nào hết. Ví dụ như là tim mạch thì có thể dạng cardiovascular disease đúng không? Thì là tim mạch, là ví dụ là tiêu hóa, bệnh nội tiết thì nó sẽ liên quan các cái hệ, nhưng mà cái bệnh rheumatic thì xuất phát từ thấp thì nó liên quan hệ nào hết. À, rồi bây giờ sẽ nói đến chữ lupus. Lupus nó xuất phát từ chữ sỏi trong tiếng Latin ha. Lupus là chữ Latin, chỉ lát nữa tôi sẽ nói là tại sao nó gọi là con sói chứ không chỉ Latin. Sau này nó gọi là chữ lupus luôn. Thì cái tần số nó bao nhiêu, cái tần số của nó là khá là hiếm ha. Ví dụ như có dạng thấp á, thì tỷ lệ nó lên tới 0.5%, tức là cứ 100 người thì sẽ có 1.000 người sẽ có 5 người được rồi. Nhưng mà em thấy ở đây cái tần số nó không có 0.3 nó không có 2, rất là thấp ha, tỷ lệ nó rất là thấp nhưng mà nó rất là nguy hiểm, tình nó gây tử vong. Tỷ lệ mắc thường đặc biệt là nữ nhiều hơn nam. Thì nếu như ở độ tuổi trẻ em mà là cứ 15 tuổi trên năm trên 60 tuổi thì cái tỷ lệ mà nữ cứ hai năm người nữ thì sẽ có một người nam. Nhưng mà ở trong cái độ tuổi mà lao động hoặc là độ tuổi sinh đẻ á, đặc biệt là sinh sản á, thì cái tỷ lệ nữ nó gấp từ 7-15 tăng lần so với nam, tăng rất là cao. Và lát nữa mình sẽ nói đó, cái yếu tố nguy cơ sẽ thấy là nó có liên quan đến estrogen. Cho nên là nó nữ mắc nhiều hơn nam. Và độ tuổi thường gặp nhất từ 20-40 tuổi. Sau 45 tuổi và sau 50 tuổi thì tỷ lệ sẽ giảm. Tại vì nó sao? Nữ đặc biệt là nữ là tại vì qua vệ sinh là ha, nên nó sẽ giảm rất là nhiều. Và đặc biệt cái gì? Chủng tộc châu Phi, Ấn Độ, châu Á thì của tỷ lệ cao hơn so với người da trắng. Thì đặc biệt á, là cái tỷ lệ tử vong ở cái bệnh này tăng gấp 2-5 lần, tăng nguy cơ tử vong 2-5 lần. Hồi xưa cách đây khoảng 40-30 năm á, tỷ lệ tử vong rất là cao. Cách đây tức là trước năm 2000 á, thì tỷ lệ tử vong trong 1-5 năm á, là tới 50%. Tức là ví dụ mắc bệnh lúa thì sau 1-5 năm thì 50% mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái tỷ lệ sống còn sau 5 năm lên tới 90-98%. Hay là cái việc mà sống được trên 20 năm là chuyện bình thường. Ta giờ phát hiện cái thuốc sau này, thuốc tiêm cái gì sau này. Rồi, chúng ta những yếu tố nguy cơ nào? Thì ta nghiên cứu thấy á, là các bệnh tự miễn á, đặc biệt bình thường nó có liên quan đến yếu tố di truyền, đặc biệt là gen. Là tại vì sao? Tại vì những cái gen á, do những cái gen nó mới dẫn đến là sự nhận lầm các cái kháng nguyên và dẫn lên tiết ra kháng thể. Thì cho nên là riêng cái gen lupus á, người ta nghiên cứu ra được phải ít nhất là 10 loại gen khác nhau. Và khi mà cơ thể mà chúng ta càng có nhiều loại gen đó thì cái nguy cơ mắc bệnh lupus sẽ càng tăng lên. Và đây cũng không nói, nó không đề cập, không bắt em học nữa ha, học nhớ thì chết luôn đấy. Rồi, yếu tố thứ hai là thuốc lá. Thì sáng các em học viên có dạy pháp là cái thuốc lá của thuốc nguy cơ. Tại vì trong thuốc lá có những cái chất nó sẽ làm rối loạn cái hệ miễn dịch. Rối loạn cái hệ miễn dịch và dẫn tới là cơ thể sẽ nhận lầm. Nó nhận lầm tại vì trong cái thuốc lá nó có những cái chất nó làm
biến đổi của gen, có những giống biến đổi gen chiếm về hút lá gây ung thư. Và khi mà cái hút lá nó làm cho cái tế bào nó bị biến đổi đi, thì khi mà các tế bào biến đổi thì cơ thể sẽ nhận ra nó là có cái bị hút lá, đúng không, sẽ tấn công những cái tế bào đó. Và khi mà tấn công những tế bào đó thì trong những cái tế bào đó sẽ có những cái phần cơ thể mình, đúng không, sẽ có những cái protein nó giống cơ thể mình. Và cuối cùng là tế bào cơ thể của chúng ta nhận cái tế bào lạ đó thì cũng tiết ra những kháng thể tấn công những tế bào lạ đó, đồng thời tấn công luôn cái tế bào của mình. À, cho nên đó là sao hút lá nó liên quan rất là nhiều những cái bệnh đường miệng. Rồi tiếp xúc hóa chất như là silica, thì cơ bản về thuốc diệt côn trùng thì nó cũng là đối với cái hệ miễn dịch. Rồi stress, đặc biệt riêng cái hành vi lupus này là nó có liên quan đến stress. Lý do là sao ta biết cái stress này nó có thể làm cái chấn thương, ví dụ cái tai nạn hoặc là cái tai nạn giao thông, cái chấn thương đó mặt thể chất hoặc nó có stress hoặc tâm lý. Thì cơ chế về mặt thể chất thì người ta nói là nó sẽ làm gia tăng hủy các cái mô, tức là sau khi chúng ta bị chấn thương nó sẽ gia tăng hủy mô. Và sau cái hủy mô như vậy thì cơ thể chúng ta phải ăn những cái tế bào bị hủy rồi đó. Và khi mà nó ăn nhiều quá thì dẫn đến là bây giờ nó cứ tưởng nó là cái tế bào bị ăn đó là cái tế bào vi khuẩn, nó sẽ tiết ra những kháng thể tấn công cái tế bào đó và tấn công cơ thể mình luôn. Nó stress về mặt thể chất, nhưng mà stress về mặt tâm lý người ta không hiểu được cơ chế một cách rõ ràng. Người ta chỉ biết á, người ta quan sát là thấy á, là khi mà chúng ta có cái stress về mặt tâm lý á, nó sẽ gây ra những rối loạn miễn dịch đi kèm, rất là nhiều rối loạn miễn dịch. Thứ nhất là tôi thấy là cái stress nó sẽ làm tăng các tế bào, đặc biệt tế bào liên quan tê và các tế bào diệt tự nhiên ha. Rồi thì khi mà rối loạn tế bào liên quan tê thì sẽ kích hoạt tế bào liên quan bê và dẫn đến là gia tăng các cái kháng thể. Còn cơ chế cụ thể ta không biết được ha. Thì thực sự là cái này nó mà gọi là trên mô hình phải vẩn á, khó thực hiện lắm. Còn mô hình con người đương nhiên không ai làm rồi. Thì người ta quan sát là thấy đó, thứ nhất đó, là những trường hợp mà những người bị stress đó, thường đó, là sẽ bị mắc lupus hơn là một. Thứ hai nữa, những người đã bị lupus rồi đó, cứ mỗi lần bị stress đó, là mình nặng hơn. Điển hình nhất là gì? Điển hình nhất là những bạn mà còn trẻ đó, nó mắc bệnh lupus đó, cứ đến kỳ thi học kỳ là bệnh sẽ nặng lên. Cứ mỗi lần đi đến kỳ thi học kỳ là mình nặng lên và nhập viện ạ. Và đặc biệt là như vậy ha. Cho nên là thường là bạn phải dặn cha mẹ là phải tạo tâm lý thoải mái trong khi đặc biệt là khi chuẩn bị thi học kỳ ha. Cái stress này á, nếu mà sau này em học sâu là sẽ thấy là có những cái bệnh lý mà liên quan đến stress, đặc biệt là đau, tức gọi là đau do stress á, đặc biệt là cái tuổi mà bên các cơ phát triển á, thì nó có cái bệnh gọi là đau sơ cơ á. Cái bệnh này á là bệnh nhân đau lúc nào cũng đau khắp người, nhưng mà làm gì cũng thấy bình thường hết trơn á. Thì những cái bệnh nhân đó mà uống thuốc hoặc là điều trị chống stress chống trầm cảm thì bệnh nhân cũng bớt đau. Và mấy cái đó mà là xét nghiệm cái gì bình thường á. Cái tốt nhất thì cái tốt nhất là cái tiếp là thuốc ngừa kháng estrogen, thì cái này nó nói rằng nó có liên quan không estrogen, và cơ chế cụ thể tại sao nó liên quan estrogen thì ta không biết. Ta chỉ biết một là trong cái giai đoạn gọi là trong thử mà trong cái độ tuổi sinh đẻ, và hai là sử dụng estrogen sẽ là những cái gia tăng nguy cơ bị lupus. Yếu tố khác là những yếu tố này á, nó sẽ kích thích, tức là một người bình thường có yếu tố nguy cơ, nhưng mà có thêm những yếu tố này lên nó sẽ làm xuất hiện cái bệnh lupus. Thứ nhất là tim trực tiếp thì nó làm các bác biết cụ thể như thế nào để biết là cái tim trực tiếp á, thì nó sẽ làm bệnh, một nó sẽ làm bệnh lupus nặng hơn. Thứ hai là thuốc lá cũng đã rồi, tiếp xúc silica cũng đã rồi. Thứ tư là nhiễm trùng, những nhiễm trùng này các bạn cũng hiểu rồi ha. Thì khi mà nhiễm trùng á, đặc biệt là ABV á, thì đôi khi là cơ thể, đôi khi những con vi khuẩn này nó có những
giống cơ thể mình. Cho nên là khi mà nó tiết ra kháng thể thì các kháng thể nó tấn công vi khuẩn và đồng thời tấn công cơ thể mình. Và thuốc có rất là nhiều loại thuốc nó có thể gây ra bệnh lưu bút. Nhưng mà cũng may mắn là những nếu mà lưu bút thì do thuốc chúng ta tưởng thuốc là bệnh hết. Thì nếu mà bệnh lưu bút mà do thuốc thì mình điều trị rất là nhẹ là tưởng thuốc thôi. Thì nó cũng là một nhẹ dưỡng mà. Thì bây giờ cơ chế bệnh sinh của lưu bút thì rất là phức tạp. Thì việc đầu tiên là nó phải có gen này. Như thế bệnh nhân mà càng có nhiều cái gen này thì nguy cơ bị lưu bút nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà nếu có gen này không có cái môi trường thì cũng không có bị bệnh lưu bút. Thì bệnh nhân có những cái gen này rồi, bệnh nhân có các cái yếu tố môi trường bao gồm có bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với tia UV, rồi bệnh nhân có nhiễm nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm HPV. Hoặc là bệnh nhân tiếp xúc những cái chất mà nó có thể gây rối loạn cái hệ DNA thì nó sẽ dẫn đến này nó sẽ kích hoạt nha. Thì đây là các antigen, antigen đó là kháng thể kháng nguyên á, IC là antigen đó là kháng nguyên. Thì kháng nguyên này nó sẽ được TC tức là cái tế bào có ga đó, là plasma cell, tế bào nhiều chân hay tế bào có ga nó sẽ ăn và nó sẽ chuyển kháng nguyên lên cái tế bào T này và nó sẽ làm cho tế bào T tiếp lại những kháng nguyên. Tiếp là kháng thể, kháng thể này nó sẽ trong cái bệnh lưu bút kháng thể nó là kháng thể kháng nhân, antibody tức là kháng thể kháng nhân, tức là kháng thể này nó sẽ đi vào trong tế bào và tác động lên các nhân tế bào và như vậy nó tác động lên tất cả các cái tế bào của thể chúng ta và nó có và nó tạo và như vậy các cái nguyên nhân này nó sẽ tác động lên, nó sẽ gây tình trạng viêm mãn tính và tác động lên phổi. Thì nó biểu hiện như thế nào, biểu hiện cực kỳ đa dạng luôn ha. Mình sẽ thấy ở đây là tất cả cơ quan đều ảnh hưởng hết, cơ quan đều ảnh hưởng. Thì trong đó biểu hiện nhiều nhất là khớp, biểu hiện nhiều nhất là khớp. 90% của bệnh nhân bị lupus là sẽ bị viêm khớp. Đặc điểm là thường là sẽ bị viêm khớp nhỏ, và thường là sẽ bị viêm khớp nhỏ. Rồi kế đến đó là viêm ngoài da, viêm ngoài da. Cho nên nếu bệnh nhân chỉ bị ngoài da không, không có viêm ngoài khớp mà bị viêm cơ quan khác, chúng ta gọi là lupus là ở da thôi nha. Nếu da mà kèm thêm những cơ quan khác thì gọi là lupus ở đâu thôi. Viêm ở da thường nhất là biểu hiện gọi là ba căn bướm. Thì cái hồng ban cánh bướm này á, nó có hình dạng giống quả gì? Đúng rồi, nhưng mà cái người mắc cái giống quả gì? Con gì mà nói ngay từ đầu á? Nó vào hình dạng giống con sói. Cho nên nó gọi tên là lupus là vậy. Hồi xưa ra tên lupus là do cái mặt giống con sói. Đây là hồng ban cánh bướm nè. Nhưng mà đặc điểm của hồng ban cánh bướm mình sẽ thấy là nó sẽ không bao giờ không nhỉ, nó sẽ chừa cái nếp này nè, cái nếp mũi miệng này ha, cái nếp mũi miệng này thấy không, cái mũi miệng. Tại sao không quan tâm cái đó? Tại vì nó không có tình trạng là viêm da, tức là viêm da gì cả, là viêm da. Cái viêm da này hay gặp lắm ha. Có thể là viêm da dị ứng. Các loại viêm da đơn thuần á, nó không phải lupus á, thì nó sẽ tổn, nó sẽ bị viêm da luôn cả những cái nếp này nữa. Mà viêm da của em hay gặp lắm. Thì đó là cách để phân biệt là một cái viêm da lupus hay là viêm da đơn thuần thôi. Hãy nhớ nha, viêm cái bướm nó sẽ không bị tổn những cái nếp của mình. Rồi, cái đặc điểm kế tiếp của cái ban đó là nó sẽ nhạy cảm với ánh sáng. Là khi mình ra nhạy cảm với ánh nắng và đặc biệt là tia UV á, tức là đi ra ngoài nắng á, thì cái ban nó sẽ nổi lên, nó nóng, nó đỏ, nó rát lắm. Và cho nên là chúng ta sẽ kêu bệnh nhân á là che nó đi, che nắng đi, đeo khẩu trang, phải đeo khẩu trang che nắng. Và đặc biệt á là những người nào hay đi nắng đi mà không che để là nhiều á là cái bệnh nó sẽ nặng hơn.
thì đó là một cái lý do tại sao mà người ta nói là nó cái tia UV là cái tốt khởi phát của bệnh này. Rồi ngoài ra có những cái ban khác ở da ha, ví dụ như là ban Mura, tức là ban xuất huyết, hoặc là các cái nhân ban của vi mạch máu. Rồi kế tiếp cái mức độ thường xuyên, mức độ không thường, cái biểu hiện thường gặp kế tiếp đó, cái biểu hiện toàn thân bao gồm có sốt nè, mệt mỏi và sụn cân, đặc biệt là cái sốt. Là vì sao cái sốt thường gặp trong bệnh gì? Bệnh nhiễm trùng. Nó khổ cái là ví dụ như bệnh nhiễm trùng á, thì đầu tiên là bị sốt, thì đầu tiên sẽ nhiễm trùng, có nhiễm siêu vi, nhiễm vi khuẩn như là vi họng, vi phổi, vi khuẩn thuốc viêm gì đó, nhiễm trùng. Thì thông thường á là bệnh nhân này sẽ được chuyển vô bệnh nhiệt đới. Bệnh nhiệt đới rồi làm toàn bộ cái xét nghiệm không thấy nhiễm trùng đâu hết. Thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ đến cái bệnh lupus hoặc là cái bệnh tình nhiệt nói chung. Thì hai cái nguyên nhân hàng đầu khiến cho bệnh nhân bị sốt kéo dài mà không tính ra nguyên nhân, một là nhiễm trùng và hai là người lý thực hiện. Thì nhiễm trùng mà chúng ta không kiểm soát được thường là nhiễm trùng nằm ở sâu lắm, áp xe mô mềm ở sau như thế nào đó. Thường đến lúc đó chúng ta thường là phải làm hết các xét nghiệm, tức là chụp hình hết rồi mà không thấy chỗ nào hết á, thì lúc đó mình sẽ đến bệnh tự miễn. Và cái nhóm bệnh thứ ba mà có thể gây sốt kéo dài đó là gì? Ung thư. Ung thư. Nhưng mà hai cái bệnh nhiễm trùng và ung thư là cái bệnh dễ loại trừ hơn cái bệnh tự miễn. Tại vì nhiễm trùng với ung thư thì ít nhất là sẽ biểu hiện lên trên nền học, trên nền học. Còn cái bệnh tự miễn á thì nó khá là đa dạng và nó không có tiêu chuẩn vàng, không tiêu chuẩn vàng, cho nên thường là phải là từ ung thư và từ bệnh nhiễm trùng nó sẽ nghĩ đến bệnh tự miễn. Rồi ngoài ra kế tiếp nó sẽ đến cái bệnh lý kế tiếp là gì, biểu hiện ở biểu hiện ngực ha. Bệnh nhân có thể có là gì, viêm phổi nè, viêm màng phổi, các cái bệnh lý ở tim. Bệnh tim nó có gì là viêm hết chỗ đó, đi từ ngoài tim có gì, và ngoài tim nó gây viêm ở ngoài tim, cho đến là nó gây viêm cơ tim, cho đến là gây viêm phổi tâm màng. Thì viêm phổi tâm màng thì nó có thể gây gì, rối loạn nhịp tim, nó có thể gây là rối loạn van tim, tức là nhịp van thở van, và mạch máu thì nó có thể gây là nhồi máu cơ tim. Rồi như vậy nó sẽ biểu hiện là gì, khó thở nè, đau ngực, nó có thể đau vùng tim mạch phổi hoặc đau vùng tim mạch tim. Khám thì sẽ có nghe có ra được phổi hoặc là có phân phổi ở tim, hoặc tim còn mạch phổi, tim còn mạch tim. Nói chung là cái bệnh lupus là trên đời này nó có cái biểu hiện gì là có biểu hiện đó. Rồi đến nó tim rồi ha, tim phổi rồi, cho đến là ở bụng mình có gì, nó có thể là viêm gan, nó có thể là đắp to gan to, nó có thể là viêm màng mạch, viêm cái mạch máu ở cái màng gọi là gì, mạch treo á, viêm mạch mạch treo là nó sẽ cái mạch nó sẽ nuôi những cái gì, tiểu ruột ha. Khi mà viêm cái mạch đó thì nó sẽ là ngoài tiểu ruột và gây xuất huyết. Như vậy nó có thể gây đau bụng, nó có thể là tiêu hóa, có thể là xuất huyết tiêu hóa, gan to đó, to gì cũng có đó. Rồi ở thận thì nó có thể là viêm thận, tức là gây hội chứng viêm thận hoặc là hội chứng thận hư. Nó có thể viêm thận cấp, suy thận cấp, suy thận mãn, hội chứng thận hư đủ hết ha. Nếu mà thận như vậy nó sẽ biểu hiện gì, biểu hiện là phù nè, chuyển máu nè, chuyển đạm nè. Rồi đến đâu nữa, đến nó có hiện tượng renal, thì có hiện tượng renal chưa? Hiện tượng renal nó sẽ có renal nguyên phát hay thứ phát, đây là hiện tượng renal thứ phát ha. Tức là renal tức là bệnh nhân khi mà gặp lạnh, có thể là gặp thời tiết lạnh hoặc là gặp nước lạnh, thì nó sẽ làm co những cái mạch ở đầu ngón chân, đầu ngón tay đó. Thì do co mạch thì nó sẽ như là đầu sẽ làm cái đầu ngón tay căng ra và nó sẽ kéo dài, nó sẽ gây ra luôn là nó sẽ thiếu máu, sẽ chuyển thành một tím hoặc một xanh. Đó là tượng renal. Rồi đến đâu được rồi, cơ quan nào rồi?
viêm các cái cơ, viêm cơ rồi thần kinh, thì biểu hiện đủ thứ hết á, có thể là đột quỵ, có thể là gì nữa, loạn thần, hoặc là viêm mạch, viêm gọi là quỷ các bạn thần kinh á, quỷ viêm thần kinh, viêm viêm thần kinh và viêm viêm thần kinh thì về chữa học rồi ha. Nói chung là trên đời này thì cũng có biểu hiện gì là có biểu hiện đó. Rồi trong đây nó còn có một cái hội chứng, tức gọi là hội chứng kháng có polymer. Viêm và nó nổi lên, đó là cái ma mạch của viêm.
làm cận lâm sàng và để chẩn đoán, chủ yếu là chúng ta sẽ nằm ở trong cái kháng thể, các kháng thể. Còn chủ yếu chúng ta cận lâm sàng là chúng ta xác định những cái tổn thương, xác có tổn thương cơ quan hay không, và cái mức độ tổn thương cơ quan nằm ở đâu. À, thì đơn giản như này, chúng ta nói là nó huyết học thì nó có thể giảm một hoặc là ba dòng tế bào, còn cầu bệnh cầu tiểu cầu. Thiếu máu thì ở đây thiếu máu có hai dạng nha, của thiếu máu do cái bệnh lý mãn tính. Mẹ có biết thiếu máu do bệnh lý mãn tính không? Biết phải không? Tức là do cái tình trạng viêm nó ức chế tạo ra hồng cầu. Thứ hai là do cái cơ chế là nó hủy cái hồng cầu do đáng biết. Tức là kháng thể nó tác động lên cái hồng cầu đó và hồng cầu chết và đi vỡ. Tức là nó vừa làm giảm sản xuất, vừa làm tăng tiêu thụ. Rồi có tốc độ máu lăn tăng ha, và CRV. Thì CRV á, đặc điểm cái robot là nó còn lớn trong trường hợp nó bình thường. Nhưng mà nếu CRV tăng á, hoặc là bệnh nhân có viêm màng phổi, hoặc là bệnh nhân có viêm khớp, hoặc bệnh nhân có nhiễm trùng viêm kẽm. Nếu bệnh nhân mà bây giờ bệnh nhân lupus mà em thấy là chích xoang không thấy viêm màng phổi, rồi không bệnh nhân không có viêm khớp, và tự nhiên có CRV tăng thì coi chừng bệnh nhân có luôn có nhiễm trùng viêm kẽm nào đó ở đâu á, mình phải đi kiếm. Lý do tại sao là bị lupus đó, mình sử dụng thuốc tiết bị dịch á, cho nên là bệnh nhân sẽ gia tăng nguy cơ bị nhiễm trùng. Cho nên chúng ta phải cẩn thận với cái chuyện tăng CRV bị lupus. Xét nghiệm thì có urin được cái nhiễm tăng trong trường hợp tổn thương thận, và đặc biệt là có albumin máu giảm và cái tỷ lệ là albumin được tiêu cho nên máu tăng. Và khi mình làm xét nghiệm máu và xét nghiệm nước tiểu thì chúng ta sẽ nói tới xét nghiệm nước tiểu, chúng ta sẽ có là cái tích trùng. Thứ nhất bệnh nhân sẽ có tiểu đạm nè, có tiểu máu nè, có tiểu bạch cầu nè, và tìm chúng ta sẽ tìm thấy các cái trùng hồng cầu và trùng bạch cầu ha. Rồi bổ thể C3C4 giảm, nó bổ thể nó có phần cái quá trình cầu viêm, cho nên những cái trường hợp viêm đặc biệt là nhiễm trùng hoặc là những cái bệnh tự miễn C3C4 cũng giảm. Cho nên C3C4 không phải chỉ giảm trong lupus không đâu nha, trong trường hợp nhiễm trùng C3C4 cũng giảm nữa đó nha, đặc biệt nhiễm trùng nặng á, những trường hợp mà nhiễm trùng huyết là C3C4 cũng giảm đó ha, cho nên nó không phải là một cái đặc hiệu đâu. Rồi nhưng mà một cái chỉ báo bệnh cấp, tức là bệnh nhân này đang cái bệnh cấp của lupus, đó là tăng tốc độ máu lăn tăng, antidesterday cao và C3 giảm, có hiệu. Thì cái antidesterday đây là cái gì? Nó là một trong những kháng thể. Thì trong lupus sẽ có rất nhiều kháng thể, trong đó cái kháng thể bình thường gặp nhất đó là kháng thể kháng nhân là A. Nó ta thấy là độ nhạy của nó lên 98-99% rồi. Cho nên á, nó được sử dụng để tầm soát. Tức là một bệnh nhân vô, bệnh nhân có viêm khớp, có sốt gì đó, mình nghĩ cho lupus, thì việc đầu tiên là mình phải làm cái ANA. Nếu ANA không tính, nó ANA không tính á, thì thôi bỏ lupus đi, loại nó luôn đi, đừng nghĩ tới đó nữa. Còn nếu ANA dương tính á, thì có khả năng thôi, chưa chắc thì lupus. ANA nó có thể dương tính trong các bệnh lý khác, ANA có thể dương tính trong viêm khớp dạng thấp nữa, mặc dù tỷ lệ thấp. Cho nên là mình chỉ biết là nếu không tin thì mình yên tâm là mình nên học viêm lupus. Rồi còn những cái kháng thể khác nó ít nhạy hơn, tức là nhưng mà đặc hiệu hơn, tức là ví dụ như antidesterday mà dương tính á, thì nó chỉ hiện diện khoảng độ nhạy cơ bản chút thôi, nhưng mà độ đặc hiệu lên 95% rồi, tức là nếu antidesterday dương tính á, thì 95% là mình sẽ bị lupus rồi đó. Rồi những anti khác như anti SM, anti SSA, anti SD thì thấy độ nhẹ thấp hơn ha. Nên độ đặc hiệu nó cao hơn. Rồi cái cận lâm sàng kế tiếp là những cái xét nghiệm khác, nó tổng có những cái tiểu chúng ta nói rồi ha. Rồi các OCG, chủ yếu OCG và siêu âm tim, chúng ta để coi có bệnh nhân có tổn thương tim hay không đó ha.
ví dụ như là bệnh nhân có rối loạn gì, bệnh nhân có điểm thế ngoại viêm thấp là do cái gì, viêm màng ngoài tim đó, viêm màng ngoài tim thì viêm màng ngoài tim là giống như nó sẽ có cái lớp dịch, cái lớp dịch bao quanh cái tim, thì khi cái lớp dịch thì sao thì cái điện thế nó sẽ giảm nha. Điện thế là cái độ cao, cái độ cao của cái sóng á ở cái điện tim nó giảm đi, mà điện tim mà đúng không, học rồi đúng không? Kỹ năng lâm sàng 2 là có dạy đúng không, mà chưa có học đúng không, thì luôn không có học thì nhớ. Rồi có thể có biểu hiện là viêm cơ tim hoặc tim móc cơ tim ở trên điện tim ha. Rồi siêu âm tim thì đấy có gì, có các bệnh lý cơ tim, tức là cái rối loạn cái cơ tim, cơ tim nó bóp cái đều nữa, có chỗ nó không bóp à, cái bệnh tim nó bị viêm nó không bóp nữa. Rồi có bệnh lý van tim, khi mà hẹp van tim hoặc ở van tim, rồi hẹp được người tim thì thấy siêu âm tim rồi. Cái xương cổ mình thấy có gì, hẹp được màng phổi nè, hẹp được màng tim hoặc là viêm phổi vô kẽ, tức là các bệnh lý viêm phổi à. Rồi xương phụ thấy nó đen to, nó to a suy thận. Thì mình sẽ cho tiêu chuẩn chẩn đoán thì nó có tiêu chuẩn nhiều tiêu chuẩn lắm à, sớm nhất là tiêu chuẩn từ năm 1977 rồi tới đấy là tiêu chuẩn 1997 rồi sau đó là tiêu chuẩn SLIP năm 2012 rồi gần đây nhất là tiêu chuẩn của ICR ELA 2019. Thì em sẽ biết là trong hầu hết các bệnh lý tự miễn nó không có tiêu chuẩn vàng, hầu hết là không có tiêu chuẩn vàng, hoặc nếu nó có tiêu chuẩn vàng thì nó tiêu chuẩn xin thiết, tiêu chuẩn xin thiết. Thì chúng ta sẽ có cái gì, em sẽ có gì tiêu chuẩn này á, thì cái tiêu chuẩn hàng đầu là bệnh nhân phải có ANA dương tính nha. Nếu ANA âm tính thì nhẹ đi, hãy nhẹ đi ha. Và ở đây mình sẽ có tính điểm nha. Cái bảng này thì thật ra không ai nhớ đó, bác sĩ làm gì lấy máy tính ra bấm cái điện thoại này ra đó à, dùng áo ra bấm hay không nhớ rồi đâu ha. Đỡ coi những cái chuyện hay không thì ra cái tiêu chuẩn này chủ yếu là để em coi những cái biểu hiện của nó đó. Thì ra thì em sẽ coi những cái biểu hiện của nó, ví dụ như là cơn sốt, thì nó có nhẹ mạch cầu, thì những cái nhẹ điện cầu, những cái tan huyết nè, những cái rối loạn tinh thần, tâm tinh, có rụng tóc, có rét miệng, có triệu chứng ở da, rồi có các viêm màng ngoài tim, viêm màng phổi, viêm khớp à, chủ yếu mình học cái bảng này là để mình coi các cái biểu hiện của nó thôi. Thì những cái bảng tiêu chuẩn mình thấy nó giống như là một cái tấm đó, các biểu hiện lâm sàng của lâm sàng của. Thì trong này em sẽ thấy có sinh lý thận, nếu như bệnh nhân có ANA dương tính và bệnh nhân có sinh lý thận ra tổn thương loại 3 và 4 thì coi như là biểu hiện tiêu chuẩn. Rồi, bây giờ mình sẽ có gì? Mình nói chuyện với gì? Thì giống như hồi nãy đã nói rồi ha. Thì cái bệnh em đã nói trong cái phần gọi là cái gì gọi là sốt. Thì ba cái nhóm nguyên nhân gây sốt thì sốt một là nhiễm trùng và nhiễm qua cầu miệng. Thì thấy tất cả các biểu hiện vừa rồi đấy là có thể gặp cho nhiễm trùng hay là quay lại. Bia sốt, sụt cân thì là có thể gặp cái nhiễm trùng ha. Cái này có thể gặp cho nhiễm trùng da, tổn thương da có thể gặp cho nhiễm trùng da. Rồi gần cái biểu hiện gần có thể là viêm phổi, có thể là viêm viêm màng phổi, lao phổi. Mà trong một số trường hợp ví dụ như là viêm tới mạng nhiễm trùng, ví dụ tim đi nó sẽ có viêm tới mạng nhiễm trùng à, hoặc là viêm cơ tim do virus à, rồi ví dụ khớp nó có thể là viêm khớp nhiễm trùng à, hoặc có thể là nhiễm trùng xương, viêm thần kinh không có viêm não, viêm mạch não là sẽ bị gì là đi luôn à, một bệnh nhân vô có thể là có hội chứng mạng não, họ đau đầu, nôn ói, động kinh, kẹt sốt, nó đi hình qua thằng lưu bút, không có khác gì hết, la bằng não ha. Rồi bệnh nhân có thể vô đau bụng kẹt sốt hay đau bụng thì tụi em biết rồi ha, đủ thứ bệnh hết, viêm gan, viêm tụy, rối loạn tiêu hóa, viêm ruột,
kế tiếp là ung thư, thì tất cả các loại ung thư nó đều có thể biểu hiện. Nó có một cái hội chứng, ta gọi là hội chứng cận ung thư ấy. Em nghe hội chứng cận ung thư chưa? Các bạn biết được bạn biết ung thư là gì? Chờ hội chứng đó hội chứng bản thân thôi, không phải hội chứng cận ung thư. Cái hội chứng cận ung thư là nó sẽ biểu hiện giống giống như lupus gì đó, hoặc là viêm cơ địa thấp gì đó. Nó sẽ có biểu hiện là giảm tế bào máu, nó có tiêu diệt viêm khớp, rồi nó có thể biểu hiện của thương phổi, thương gan, rồi giảm các dòng tế bào máu. Vậy đó là hội chứng cận ung thư. Thời đó thì mình phải phân biệt. Nhiều khi vô viêm khớp sốt, xong rồi sáu tháng sau chẩn đoán được nhiều lắm. Nhiều trường hợp vô chẩn đoán viêm khớp dạng thấp, tại vì cái viêm khớp mà RF dương tính á, em thấy này học viêm khớp dạng thấp rồi đúng không? Thấp tim hơn cái dạng thấp à? Kiểu cái dạng thấp không? Viêm khớp dạng thấp á thì bạn biết nói một bệnh nhân bị viêm đa khớp thì 80% là do viêm khớp dạng thấp. Và cái tiêu chuẩn khớp dạng thấp nó rất là đơn giản, bệnh nhân bị viêm đa khớp này, bệnh nhân kéo dài từ 6 tuần, rồi bệnh nhân có RF có liều dạng thấp, ABCB dương tính là đủ rồi. Đủ rồi đó, hoặc là bệnh nhân bị viêm trên 10 khớp kèm với là trên 6 tuần là đủ tiêu chuẩn rồi, khớp dạng thấp rồi. Nhưng mà nhiều trường hợp nó đủ tiêu chuẩn gì đó 6 tháng sau là ung thư. Đó là một chứng tự thương ha. Rồi các bệnh tự nhiên khác rất là giống, ví dụ viêm khớp dạng thấp, viêm da cơ, đặc biệt là gì? Rồi siêu khớp các người lớn này. Cái bệnh siêu khớp các người lớn đó là nằm trong cái nhóm bệnh gọi là bệnh tự viêm. Mình có thể học tự miễn ha, bệnh tự viêm thì không có học. Tại vì cái tỷ lệ tự viêm thấp hơn bệnh tự miễn, có bệnh tự viêm. Mình tự miễn tức là cơ thể mình tự tạo ra kháng thể chống lại cơ thể mình. Còn mình tự viêm tức là cái những cái tế bào gây viêm, ví dụ như là tế bào lympho T nè, tế bào các tế bào B, tức là tế bào meso là gì? Tế bào bạch cầu ác toán gì đó ha, nó tan hoàng và nó tiết ra những cái chất gây viêm. Các cái viêm ví dụ như các cytokine, các interleukin 1, interleukin 6 thì rồi các cái TNF alpha gì đó, tức là nó các tế bào chúng ta cơ thể mà không tiết ra kháng thể, mà các tế bào này nó được hoạt hóa quá mức là tiết ra các cái chất gây viêm thôi. Và chất gây viêm nó gây ra các triệu chứng, đó gọi là bệnh tự viêm. Thì cái bệnh tiêu thật rất là lớn á, thường biểu hiện là nó biểu hiện là sốt, phát ban, da cá hồi, đau khớp, nó sốt mạnh hè, và nó cũng rất là khó chẩn đoán là tại sao, tại vì mình cũng phải loại trừ hết cái đau kia, cái loại trừ hết cái đau nhiễm trùng ung thư, rồi loại trừ các cái bệnh lý tự miễn như lupus gì đó, tức là cái bệnh tự viêm á, nó khó chẩn đoán cái bệnh tự miễn đó. Rồi, viêm dạng thấp, viêm dạng thấp thì và đặc biệt là những cái bệnh này nè. Có thể dương tính đó nha. Ana nó sẽ dương tính ở khoảng 5% từ bình thường. Như Ana nó hỏi là đó sẽ có một tỷ lệ thường chúng ta nó có những kháng thể, chúng ta có Ana khoảng 5% từ bình thường chúng ta có Ana dương tính, nhưng mà nó có bệnh gì hết. Cho nên là ví dụ như những viêm khớp dạng thấp nó cũng có thể Ana dương tính, hoặc là các bệnh lý khác Ana cũng có thể dương tính. Cuối cùng là hội chứng sâu lupus, hội chứng sâu lupus thì còn liên quan đến một số cái bệnh lý thường liên quan tới nhiễm trùng hoặc ở nhiễm trùng liên quan tới thuốc hoặc hóa chất. Thì ví dụ như cơn tiếp thuốc hoặc là cơn tiếp thuốc thì nó sẽ hết cái nhiễm trùng, hết nhiễm trùng ha. Rồi thì đó là chuyện đó phân biệt. Thì cái chuyện đó phân biệt khó nhất là loại trừ những cái nhiễm trùng với ung thư ha, loại trừ cái nhiễm trùng ung thư. Cái đấy là phân độ nặng. Thì ra phân độ nặng mình sẽ chia ra là ba nhóm.
đây chị nhớ đơn giản, nếu mà chỉ có tổn thương da, cái này hơi phức tạp ha, nhưng về các bạn sẽ thấy đó, chỉ có tổn thương da và có tổn thương một vài khớp thì chúng ta nói là nhẹ. Còn nếu tổn thương các cơ quan khác đi kèm mà chưa có nguy hiểm tính mạng thì đây gọi là trung bình. Tức là cái gì có thể tổn thương viêm khớp rất là nhiều đi, có thể tổn thương giảm không cầu bạch cầu tiểu cầu, rồi có thể có viêm các loại màng phổi màng tim gì đó thì nó những cái đó thì nó chưa nguy hiểm tính mạng ha, thì chúng ta gọi là mức độ trung bình. Còn tổn thương các cơ quan chính, nếu mà tổn thương các cơ quan chính và các cơ quan đó bị suy, ví dụ tổn thương phổi, viêm phổi nè, các tổn thương tim như là viêm cơ tim, viêm cơ tim thì tim nó không bóp nữa thì sẽ cơ tim luôn, mà tổn thương thở thì suy thở đó, là viêm mạch máu, viêm mạch máu nó tắc từng lưng hết, nó đi từ có cơ tim nhiều máu não đó, thì nói chung là tổn thương những cơ quan có thể gây nguy hiểm tính mạng, cũng là tổn thương mạng. Cái đó là gì nhé, còn cái tim của nó phức tạp lắm. Thì sẽ đấy, đây nó có cái hai cái điểm là sledai và bị lắc. Thật ra như thế này á, chỉ có bác sĩ chuyên khoa là mới dùng tới thôi. Tại vì nó sẽ đây, đây là số sledai ha. Chỉ số này không ai nhớ đó. Mày nhớ được đấy thì mở áo ra coi. Và thực sự thì ví dụ như mấy bệnh viện công của mình á, nó làm một bệnh viện á không bao giờ thời gian đánh cái chỉ số này đâu ha. Đây còn cái vi lắc thì nó phức tạp hơn nữa, hầu hết các bác sĩ mà đa số dùng cái sledai đã sợ rồi. Còn vi lắc là nó có tới 84 cái biểu hiện lận, 84 cái biểu hiện lún lún lận, và có thôi thì nó có 5 mức độ A B C D. Vì lắc thì cũng làm trong việc nghiên cứu là chính. Còn lâm sàng thì phải dùng cái lê đai là hết mức rồi, không ai làm vì lắc hỏi hết. Rồi cuối cùng ra nó tiên lượng. Hai tiên lượng. Thì tiên lượng á, tôi sẽ nói đến tử vong. Chỉ cho nó hồi xưa thì khi mà chúng ta chưa có được những thuốc chế miễn dịch ấy, thì cái tỷ lệ tử vong trong 5 năm là 50%. Và đa số các trường hợp tử vong là do gì? Do tim mạch, với là các biến chứng tim mạch. Các biến chứng tim mạch ví dụ như là nhồi máu cơ tim, ví dụ đột quỵ, hoặc là các bệnh lý viêm cơ tim. Khi mà có các cái thuốc chống viêm dịch, tức là trong vòng khoảng từ năm 2000 về sau á, mà các thuốc chống viêm dịch nặng á, và nhờ các cái phương pháp và điều trị hỗ trợ khác, ví dụ như điều trị lọc thận nè, lọc máu, rồi kháng huyết tương, thì cái tỷ lệ tử vong nó giảm xuống. Thì ví dụ tỷ lệ tử vong sau trong vòng 5 năm á, nó tăng lên 90%. Và những nghiên cứu mới đây thì thấy tỷ lệ sống 5 năm tăng lên đến 95%, và tỷ lệ sống trên 10 năm là 88%. Và bây giờ ta thấy những cái tỷ lệ sống được trên 20 năm nó kéo lên từ trên 80%, coi như là từ bình thường ha. Rồi câu hỏi cái tiếp là bệnh này là do bệnh tự miễn, tức là do cơ thể tự sinh ra, nhưng mà chúng ta có thể hết bệnh hay không? Thì có ha, nhưng mà tỷ lệ rất là thấp. Thì cái tiến thể mà gọi là lui bình thường đó, tức là do cơ thể mình đến một lúc nào đó nó đã loại được những cái tế bào mà nó tiết ra được kháng thể, thì lúc đó bệnh nhân sẽ đạt được lui bình. Như lúc đầu mình có nói á, là những trường hợp mà để ngăn ngừa sự tự miễn biến thành bệnh, tức là chúng ta có thể cơ thể chúng ta loại bỏ được những cái tế bào lympho T hoặc tế bào lympho B mà nó sản xuất ra cái kháng thể, thì lúc đó mình sẽ hết. Cái tỷ lệ lưu bệnh là khoảng 6-5%.
Tuy nhiên á, duy trì được của mình trên 5 năm nó chỉ có 1,7% là thôi. Như vậy là sao? Khá là thấp. Khá là thấp. Nên chỉ có 2% là mình chỉ hết bệnh đó. Hết bệnh theo đúng nghĩa đen là hết bệnh đó. Chỉ có 2% là thôi. Còn 95% còn lại là phải dùng thuốc. Là bệnh nhân vẫn phải dùng thuốc. Có thể lưu bệnh hoặc là mức có hoạt động cũng ít thôi. Rồi có một cái vấn đề trong cái bệnh lý lupus này đó là lupus liên quan đến thai kỳ. Tại vì sao? Tại vì lupus này nó liên quan tới phụ nữ và đặc biệt hormone estrogen. Ha. Rồi cái rối loạn hormone estrogen này đặc biệt xảy ra ở giai đoạn thai kỳ. Thì thai kỳ đối với lupus nó có hai vấn đề. Thứ nhất là rối loạn cái hormone estrogen và thứ hai rối loạn thần kinh. Thì theo em thì cái khi có thai thì thank you.
giờ stress á, thì nó cơ thể mình sẽ tiết ra những cái chất như là endorphins mà còn liên quyết cortisol là một dạng cortisol, cái tác dụng là gì, là giảm tình trạng viêm. Nhưng mà tại sao ở vấn đề là những trường hợp stress một lần không sao, nhưng stress kéo dài thì nó khác. Những trường hợp stress kéo dài thì thứ nhất là nó sẽ vượt qua cái mức điều hòa của cái cortisol cũng như là mức điều hòa của endorphins. Và khi mà stress kéo dài như vậy nó dẫn đến là cái cortisol nó không còn đảm bảo được nữa. Cái sẽ tương tự cho trường hợp bệnh nhân bị suy tuần hoàn mãn cấp, những cái trường hợp bệnh nhân bị cushing hoặc là corticoid như vừa cái kéo dài thì những cái là những trường hợp nó sẽ yếu, và khi mà không có sử dụng corticoid nữa thì bệnh nhân không có cái trường hợp không tiết được cortisol được nữa. Thì trong những trường hợp đó bệnh nhân bị stress, đặc biệt những trường hợp do bệnh nhân stress, ví dụ như bị nhiễm trùng đi, thì lúc đó bệnh nhân sẽ biểu hiện cái suy thượng thận, và theo bệnh nhân có thể tử vong do cái suy thượng thận, và do lúc đó có thể không tiết đủ cái đó để mà đáp ứng lại các tình trạng tim. Thì cái tình trạng stress mà gây ra các tình trạng này thường là stress kéo dài, chứ không phải mình đó lý do vì sao mà những bệnh nhân ở bên châu Âu á, các nước phát triển á, nhận cái bệnh lý stress nó rất là nhiều, có bệnh lý tự kỷ nó cũng nhiều hơn là các nước kém phát triển. Thì người ta có một nghiên cứu là khi mà một quốc gia nó càng ngày càng phát triển á, thì cái tỷ lệ bệnh nhiễm trùng nó giảm đi, nhưng mà tỷ lệ các bệnh tự kỷ nó càng ngày càng tăng lên. Thì người ta nó có hai cơ chế, một cơ chế là cái cơ chế liên quan đến miễn dịch, tức là bây giờ cái hệ miễn dịch của chúng ta nó không có tiếp xúc được với vi khuẩn nhiều quá, không được tiếp xúc với các nhiều loại vi khuẩn, cho nên là bây giờ nó cứ hơi hơi bị nhiễm trùng cái là nó sẽ chuyển